Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã dành một chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay em đang giới thiệu tới mọi người combo bộ sản phẩm, đó chính là combo bộ dàn lạnh trước sau và dàn nóng của Hyundai Solati 2014 đến 2021. Dòng sản phẩm là hàng liên doanh cao cấp anh em nhé. Đây là chính là combo bộ dàn nóng dàn lạnh trước sau của nó đây. Dàn nóng của Solati thì khá là dài. Một đặc điểm của dòng Hyundai từ những năm 2018 cho đến trở lại đây chính là cái mặt bích của nó. Nó thiết kế nối liền vào nhau này. Về cái nguyên liệu để sản xuất ra sản phẩm, sản phẩm được sản xuất 100% bằng hợp kim nhôm anh em nhé. Đây chính là dàn lạnh sau này. Đây chính là dàn lạnh sau này. Nhìn sơ qua thì khá giống với Kia Morning nhưng mà không hề phải. Dàn nóng ấy lan rất là dày, đẹp luôn. Đây là dàn lạnh trước này. Tép là trong một video gần nhất em đã giới thiệu tới anh em này. Lan rất là dày luôn. Đây là tai để chúng ta bắt quạt. Bởi vì cái quạt của con này nó là quạt đôi, quạt rất là dài. Phần này là chúng ta sẽ bắt vào cái khung giá đỡ dàn nóng két nước. Đó. Vừa rồi thì em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái combo bộ dàn lạnh trước sau cộng với dàn nóng của Hyundai Solati. Cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ tư vấn lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh, số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp.